Chào mọi người nha, Nam lên con máy cắt cỏ cơm Komatsu Genoa BC2006 nha mọi người. Con này là con máy cắt cỏ đề em lên cần cho mọi người nha. Này là nó ba lô cơm đề mà cần câu á mọi người, cho nên máy Nhật nó không có xài. Nhưng mà máy này là máy hệ nha mọi người. Nó ít xài lắm. Để không á, cái tông nó còn văn ngang rất là đẹp luôn. Đó, anh em lên cần lên mình săn lớn rồi với gắn cần Nhật bãi rồi vô xịn sò cho mọi người ha. Đó, 24 7 khía nha mọi người. Đó, tâm rời nè, bô thuận đồng hoàng cho mọi người nè. Nè, cái mặt sau tâm nè, quá trời đỏ chét luôn, đẹp ghê luôn á. Mấy máy này mua về mới xài bền nè mọi người. Đó, xài cực bền luôn ha. Đó, quá đẹp. Ống cần nè, tay lái nè, tay hấp ha. Đó, đồ bò tránh kẹp nè, địt bãi luôn nha mọi người, tăng êm ha. Máy này gọn bốc nha mọi người, 26cc nòng 34 ly ha, hơi là cực kỳ êm luôn. Em kiểm tra bê tông rồi còn quăng ngang luôn nha mọi người. Này em lên cần cho mọi người nè, máy mọi người mua về là yên tâm luôn, không lầm đâu nha mọi người. Lên chế hai kim quanh rồ nè, chế này mọi người biết rồi, nó là ngon cỡ nào rồi. Chế này xịn đó, mắc lắm đó nha mọi người, bền bỉ nè. Xăng rồi nè, đẹp lắm nha. Đó, nằm nít rồi nè, không bể vỡ không gãy gì ha. Quá đẹp rồi. Giá con này là 2,5 triệu bao ship toàn quốc ha, đầy đủ phụ kiện như là bát cước, dao cắt, video chắn cỏ đầy đủ ở trên nhà bugi, tiếp mở bugi lục giác 4 rồi ha. Đó, rồi để xin nổ cho mọi người nghe nha. Đó, máy nào rồi. Số điện thoại 0936769791 có Zalo nha mọi người. Đó, quá đẹp luôn. Con này đỏ âu nha mọi người, cực kỳ đẹp ha, chế quanh rồ hai kim luôn nha. Đó, chế Nhật nha mọi người. Tay lái nè, con này mọi người về phát dao phát cước là siêu bền luôn. Nếu mà xăng pha nhớt ok mọi người chắc xài không dưới 15 năm ha. Con này như mới luôn nha mọi người. Đó, giá 2,5 triệu. Quá yên nha mọi người. Số điện thoại 0936769791 có Zalo. Giá máy là 2,5 triệu bao ship toàn quốc đầy đủ phụ kiện nha mọi người. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video ha. Ai chưa chọn được máy nghỉ thì nhớ đăng ký kênh theo dõi nha. Để em ra những con máy mọi người ok ủng hộ em nha. Đây, bye bye mọi người.